ngọn lửa và sự nhiệt huyết và đam mê của các thầy cô truyền cho chúng em.
Cuối cùng, chúng em xin thể hiện sự chân thành của mình bằng những cây hoa, cành lá nhỏ cắm xung quanh cũng đã tôn lên vẻ đẹp của cây hoa này nhé. Nếu chúng em ngày hôm nay không chỉ muốn giỏ hoa này trở nên rực rỡ, chúng em thông qua nhiều màu sắc và chúng em còn muốn nó chúc thật chín chu đến từng chi tiết nhỏ để nó có thể thay chúng em thể hiện những tình cảm chân thành mà chúng em muốn dành tới những người thầy, người cô, người cha mẹ thứ hai của chính mình với những giỏ hoa này. Chúng em xin gửi tặng các thầy cô một nắm hoa tươi thắm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 mang tên Chuyến đò ước mơ. Mỗi lễ hoa trong nắm hoa này đều mang một ý nghĩa đặc biệt riêng. Những bông hoa được sắp xếp thành một con thuyền tượng trưng cho người lái đò, người đã dẫn dắt cho chúng em đến với con đường thành công và chấp cánh cho chúng em bay tới ước mơ. Bông hoa hộp đỏ tượng trưng cho tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc mà chúng em dành cho thầy cô. Hoa đồng tiền thể hiện sự chúc phúc, mong thầy cô luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong công cuộc giảng dạy. Hoa hướng dương với hình dáng luôn hướng về phía mặt trời là biểu tượng của sự tôn kính, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với những người thầy, người cô luôn dẫn dắt chúng em trên con đường học tập. Mỗi đóa hoa dù giản dị hay các thầy cô giáo hòa trong không khí thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng em cùng nhau làm tập sao cố gắng để dành những bông hoa điểm cười về dâng lên nhất đức thầy cô giáo. Và một hoạt động vô cùng ý nghĩa mà nhà trường đã được tổ chức để cho chúng em có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các thầy cô giáo, đó chính là cuộc thi cắm hoa ngày hôm nay. Thay mặt cho tập thể lớp 7A, em xin chúc mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và chúc cho cuộc thi này thành công rực rỡ. Một bó hoa không thể nói lên hết được tình cảm mà chúng em dành cho các thầy cô, nhưng bó hoa ấy sẽ giúp chúng em bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với những thầy cô giáo, người mà đã dạy dỗ chúng em suốt vài năm học vừa qua. Và chiếc khay vững chãi này tượng trưng cho ngôi trường Trung học cơ sở Hải Hậu thân yêu của chúng em. Trường đã trang bị cho chúng em những kiến thức vô cùng bổ ích để sau này chắc chắn những ước mơ bay cao bay xa. Chúng em cảm thấy rất đỗi tự hào khi được học trong ngôi trường có truyền thống học tập tốt. Tác phẩm biết ơn thầy cô của chúng em như một thông điệp chúng em gửi tới những người thầy, người cô, người đã luôn dìu dắt, dạy dỗ, đưa chúng em đến với bờ tri thức. Và sắc vàng nổi bật trên tác phẩm này là sắc vàng của những bông hoa hướng dương. Hoa hướng dương biểu tượng cho tình yêu thương và sự ủng hộ. Mỗi thầy cô như những bông hoa luôn gửi đến chúng em thông điệp rằng hãy cứ theo đuổi ước mơ của mình, đừng để bất cứ điều gì ngăn cản bước tiến đến sự thành công. Tiếp theo là hình ảnh của những chiếc lạt như đôi bàn tay của những người thầy cô ngày ngày nhuộm màu phấn trắng. Đôi tay ấy luôn an ủi vỗ về và luôn uốn nắn dạy dỗ chúng em thành người. Những bông hoa hồng nhiều màu sắc này là hình ảnh của đám học trò chúng em. Mỗi bạn là một bông hoa và mỗi bông hoa lại góp phần giúp cho hình ảnh của lớp 7A thêm rực rỡ. Và chúng em tin chắc rằng mỗi thầy cô khi dạy ở lớp 7A sẽ luôn có một ấn tượng sâu sắc về đám học trò tinh nghịch nhưng lại vô cùng đáng yêu này. Hình ảnh những bông hoa lam vũ nữ biểu tượng cho sức sống và sự kiên cường. Sắc vàng của hoa là niềm vui, nụ cười của thầy cô khi thấy học trò của mình tiến bộ, cũng như là nụ cười của chúng em khi đạt được kết quả cao trong học tập. Nhờ có những cuộc thi như thế này, chúng em mới có dịp để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các thầy cô giáo. Và em tin chắc rằng điều quan trọng nhất mà học sinh chúng em cần làm đó chính là phải học tập thật tốt. Chỉ có học tập thật tốt và cố gắng chăm ngoan học giỏi mới đền đáp được công lao to lớn của thầy cô và sự quan tâm nhiệt huyết của thầy cô đã dành cho chúng em. Các bạn lớp 7A ơi! Lớp chúng mình! Vâng, sau đây là kết thúc bài thuyết trình của lớp chúng em. Em xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn. Xin kính chào toàn thể các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn học sinh thân mến. Lời đầu tiên, em xin gửi đến các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đặc biệt hơn nữa, từ đáy lòng sâu thẳm, em xin gửi đến các thầy cô giáo lời tri ân sâu sắc nhất. Kính thưa các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn học sinh thân mến, đến với cuộc thi cắm hoa
nhân ngày 20 tháng 11 hôm nay, lớp 6D chúng em xin được thuyết trình cho tác phẩm về chủ đề Cánh buồm trí thức. Tác phẩm Cắm hoa của chúng em lấy cảm hứng từ hình ảnh thầy cô, những người đáy đò thầm lặng. Điểm nhấn chủ đạo trong cánh buồm hoa là hoa hướng dương. Bài Hoa hướng dương hướng về ánh sáng, biểu tượng cho sự lạc quan, hy vọng và niềm tin. Trong tác phẩm, hoa hướng dương không chỉ là điểm nhấn ánh tươi sáng mà còn là đóng vai trò rất quan trọng của như là một cánh buồm tri thức để cho dẫn lối học trò trên con đường học trò. Những cánh hoa vàng rực rỡ gợi nhắc đến sự ấm áp tràn đầy sức sống, giống như tình yêu thương bao la mà thầy cô dành cho học trò của mình. Phía dưới của cánh buồm là hoa hồng, loài hoa biểu tượng cho tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc. Mỗi bông hoa hồng đại diện cho những tình cảm chân thành mà học trò dành cho giáo viên của mình. Những người không chỉ truyền đạt tri thức mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy những ước mơ, hoài bão. Sắc đỏ của hoa hồng tượng trưng cho sự nhiệt huyết, tận tâm mà các thầy cô đã dành cho học trò trên hành trình dài của sự nghiệp giáo dục. Xung quanh các bông hoa hồng là những bông hoa lan, là một loài hoa thanh cao, quý phái, thương hiệu gắn liền với vẻ đẹp của tri thức. Để tôn vinh sự vững chãi, kiên định và tài năng của những người thầy, người cô, những người không chỉ dạy chữ mà còn dạy đạo làm người, trao cho học trò những hành trang quý giá để bước vào đời. Những chiếc lá xanh mộc mạc và mạnh mẽ thể hiện sự kiên trì của thầy cô dẫn dắt học trò trên con đường. Màu trắng của hoa baby gợi lên sự trong sáng, tinh khôi, giúp tái hiện hình ảnh những con sóng lăn tăn, đông như cánh buồm, thể hiện tình cảm chân thành của học trò dành cho thầy cô. Những con sóng hoa này không chỉ làm đẹp, mà còn gửi đến lời tri ân sâu sắc nhất. Ví như cánh buồm trên dòng sông tri thức, để những con sóng yêu thương mà vươn xa. Thầy cô kính mến, dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy của thầy cô, chúng em chỉ biết dâng lên thầy cô những lời tri ân sâu sắc nhất. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt được những kỳ vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường có nhiều phong ba, bão táp, chúng em sẽ luôn vững tin bước qua, vì chúng em biết ở một nơi nào đó, thầy cô vẫn luôn mỉm cười và dõi theo chúng em. Cuối cùng, em xin cảm ơn ban giám khảo, các quý phụ huynh, các thầy cô cùng toàn thể các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình về ý tưởng cắm hoa nghệ thuật của lớp 6B chúng em. Cuối cùng, em xin kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Chúng em xin thầy cô giáo, con tên là Phạm Quỳnh Trang, học sinh lớp 7C. Hôm nay con vô cùng vinh dự, xúc động và tự hào khi được tham dự hội thi cắm hoa. Vinh dự tự cắm hoa chào mừng người nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Con xin thay mặt cho chi đội mình trình bày phần thuyết trình và nói lên những lời tri ân sâu sắc nhất gửi tới các thầy các cô. Nhìn vào tổng thể, những bông hoa được cắm trên lõng tre bằng da rất chắc chắn, chắc lõng cũng như mái trường tình yêu. Mái trường là cái nôi che chở và nâng đỡ cho bao thế hệ học sinh trưởng thành. Những chiếc lá xanh vươn cao sức sống, những bông hoa hướng dương tựa như người thầy là chỗ dựa, là trụ cột cho những bông hoa khác. Những bông hoa hồng đầy môn, những bông hoa baby tựa như những bạn học sinh đang quây quần bên thầy cô giáo của mình. Đó là tình yêu mãnh liệt và đậm đà mà chúng con muốn gửi tới các thầy các cô. Hình ảnh hoa nở tượng trưng cho hình hiện tại, biểu hiện cho sự khai sáng và hoàn mỹ. Những bụng hồng đang e ấp nở tượng trưng cho một tương lai sáng ngời. Con đã từng được nghe câu nói: hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của chúng, nhưng đừng quên người cầm đèn trong bóng đêm. Chi đội vệ sinh chúng con luôn ghi nhớ và biết ơn công lao của các thầy các cô. Con xin gửi tới các thầy các cô lời chúc nồng nhiệt nhất. Chúc các thầy cô có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp chồng người. Cuối cùng, con xin cảm ơn các thầy cô giáo và ban giám khảo đã lắng nghe bài tuyên truyền của chi đội con. Em, thầy cô như cây cơ bóng cả che chở cho mỗi chúng em. Chính vì vậy, ngày hôm nay em sử dụng những bông hoa hồng tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự che chở và dìu dắt của thầy cô dành cho chúng em.
những bông hoa hồng nằm giữa những cành lá xanh tươi còn thể hiện sự thuần khiết, ngây thơ và trong sáng của tuổi học trò. Nó thể hiện tình yêu thương, sự trìu mến mà thầy cô dành cho học sinh. Ngoài ra, trong lẵng hoa tươi thắm của ngày hôm nay, chúng em còn sử dụng hoa baby trắng. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của thầy và trò. Qua đó, chúng em mong muốn rằng tình cảm giữa thầy cô và học sinh sẽ luôn tồn tại tươi đẹp mãi mãi. Thưa các thầy cô giáo kính mến, vẻ đẹp của lẵng hoa chúng em không chỉ dừng lại ở nét đẹp kiêu sa của hoa hồng và sự xinh đẹp của hoa baby trắng, mà nó còn được tô điểm thêm bởi những bông hoa cúc da na với hình dáng cánh hoa tươi sáng trắng và trắng tinh khôi. Loài hoa này có một sức sống mạnh mẽ. Hoa cúc da na thường mọc và sinh trưởng trong các điều kiện thời tiết khó khăn, bởi thế chúng em lựa chọn loài hoa này mong sao thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập may mắn và luôn nỗ lực kiên trì vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thêm vào đó, với những bông hoa đồng tiền này, em mong các thầy cô sẽ luôn may mắn, hạnh phúc và luôn thành công trong công việc. Với lẵng hoa hồng thơm ngát của ngày hôm nay, chúng em mong muốn gửi tặng đến thầy cô lời chúc nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/1 chân thành nhất. Chúc các thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng, bồi đắp thêm hàng trăm hàng ngàn lứa măng non mới dựng xây cho đời. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo, thầy cô đã lắng nghe bài thuyết trình của em. Một lần nữa, em xin kính chúc ban giám khảo, các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Em xin kết thúc phần thuyết trình của mình tại đây. Em xin thành cảm ơn. Ơn dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất. Và bên trong chiếc giỏ là những bông hoa hồng vô cùng xinh xắn, tràn ngập sức sống. Đó giống như là những học sinh chúng con lúc nào cũng được các thầy cô giáo nâng niu, che chở, dạy dỗ nên người. Đang xem bên cạnh đó là những chiếc lá cam xanh tràn ngập sống, đó chính là khát vọng, là ước mơ của cả thầy và trò chúng con. Mong rằng mai sau đây chúng con có lớn lên, có trưởng thành thì cũng vẫn là những học trò bé bỏng trong lòng thầy cô. Xen giữa lãng hoa, chúng con điểm những cảnh hoa trắng xinh đẹp tựa như tâm hồn. Trẻ thơ của chúng con, tuổi thơ chúng con hạnh phúc, trọn vẹn cũng chính là nhờ bàn tay ấm áp của các toàn thể các bạn học sinh thân mến. Em tên là Phạm Thúy Linh, đại diện cho lớp 6B đến với hội thi cắm hoa để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Em xin phép được trình bày phần thi thuyết trình về ý tưởng cắm hoa của lớp em. Tông màu chủ đạo của lãng hoa chúng em cắm hôm nay là tông màu ấm. Những bông hoa chúng này chính là những ngọn lửa đỏ thắp sáng tình yêu thương của chúng em với thầy cô. Chính giữa lãng hoa là những bông hồng cam mang vẻ đẹp lộng lẫy, rực rỡ. Hoa hồng cam mang lại sự mạnh mẽ của màu đỏ và sự chân thành của màu vàng. Nó tượng trưng cho niềm đam mê, nhiệt huyết và bền bỉ. Bên cạnh đó là những bông hoa lúa dưa có màu vàng tươi được hướng về ánh mặt trời, là biểu tượng cho tinh thần lạc quan và niềm tin và tương lai tươi sáng tốt đẹp. Cùng với hoa hồng cam và hướng dương là những bông hồng trắng mang trên mình vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết được chúng em lựa chọn khéo léo làm thể hiện sự biết ơn và tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch, giản dị của thầy cô giáo. Xung quanh lãng hoa được chúng em tô điểm bằng những bông hoa cát tường xanh, thanh nhã tượng trưng cho sự đằm thắm, kiên cường và mạnh mẽ như những người thầy, người cô của chúng em. Bao chọn lấy lãng hoa là những chiếc lá xanh cốt được chúng em sử dụng để góp phần làm lãng hoa thêm sức sống. Cả lãng hoa này thay cho lời chúc mừng đồng nghiệp của chúng em đối với thầy cô. Chúng em kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp chồng người. Phần thuyết trình của chúng em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô cùng các bạn đã lắng nghe. Thưa thầy giáo, cô giáo, em tên là Nguyễn Quỳnh Chi, đại diện cho lớp 6C. Hôm nay em rất vinh dự được tham dự hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau đây em xin trình bày phần thuyết trình ý tưởng cắm hoa của mình. Chủ đề ý tưởng cắm hoa của em muốn gửi gắm và chia sẻ đó chính là tình thầy trò ấm áp.
Nhìn tổng thể, vì bông hoa được đóng trên một chiếc lẵng bóng tre đan chắc chắn. Chiếc lẵng là biểu tượng cho con thuyền tri thức, nâng đỡ cho biết bao thế hệ học trò khôn lớn trưởng thành. Ông thầy đủ may lắng nên, chính thầy cô là những người đã chấp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, bay xa, mang lại hành trang kiến thức cho chúng em bước vào đời và giúp chúng em thành công trên con đường học vấn. Hoa hồng tượng trưng cho sự tình yêu, tượng trưng cho tình yêu của thầy cô dành cho chúng em. Hoa lan là tượng trưng cho sự phú quý, trang nhã, tình cảm sâu sắc của thầy cô dành cho chúng em. Còn hoa ly là thể hiện cho vẻ đẹp tâm hồn trong sáng của các thầy cô. Cả lắng hoa là lời chúc nồng nhiệt của chúng em dành cho các thầy cô, mong muốn các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, dạt dào sức sống để dìu dắt đàn con thân yêu để đến bờ tri thức. Những sắc hoa rỡ đã phần nào khẳng định mai này dù có đi xa, chúng em sẽ luôn ghi nhớ công ơn trời biển của các thầy các cô. Và cuối cùng, xin cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã lắng nghe phần thuyết trình ý tưởng của chúng em. Chúc hội thi thành công tốt đẹp, em xin trân trọng cảm ơn. Trồng cây gò đất, vườn nở cho đời như đóa hoa thơm. Người già chính là người cao quý nhất trong những người cao quý. Chúng em muốn dành tặng lãng hoa của lớp mình để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, chân thành đến các thầy cô như ngày nhà giáo hôm nay. Chúng em muốn thiếu sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn đức luyện tài để trở thành con ngoan trò giỏi, thầy cô luôn tự hào. Một lần nữa, em xin kính chúc các thầy cô sức khỏe, thành công. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô đã lắng nghe. Đến quý thầy cô lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hôm nay, em xin được trình bày bài thuyết trình về tác phẩm Cắm hoa trên chiếc nón lá với chủ đề tri ân. Tác phẩm của chúng em là sự kết hợp hài hòa của ba loài hoa chính: hoa hướng dương, hoa cúc họa mi và hoa hồng. Trong tác phẩm này, nón lá không chỉ là nền cho vẻ đẹp của các loài hoa, mà còn tượng trưng cho sự che chở, ân cần của thầy cô dành cho học trò. Hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về mặt trời, biểu thực cho niềm hy vọng, sự lạc quan và khát vọng vươn lên. Hoa hướng dương đại diện cho ánh sáng tri thức mà thầy cô mang đến cho học trò. Hoa cúc họa mi với sắc trắng tinh khôi. Cúc họa mi tượng trưng cho sự trong sáng và lòng biết ơn của học trò dành cho thầy cô. Hoa hồng, hoa hồng là một loại hoa mang vẻ đẹp thanh lịch và dịu dàng, tượng trưng cho tình cảm giữa thầy cô và học trò. Chúng em chọn chiếc nón lá làm trung tâm, đặt nằm nghiêng để tạo chiều sâu và nét độc đáo cho tác phẩm. Hoa hướng dương được có ở vị trí trung tâm cao nhất, đang điểm đến chính, biểu tượng cho mặt trời soi sáng tri thức. Cúc họa mi được sắp xếp rải rác, xen kẽ xung quanh hoa. Hôm nay, trong không khí trang trọng và ấm áp của ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin phép được trình bày về tác phẩm Cắm hoa của chi đội 9A. Đây là món quà nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã không ngừng tận tụy dìu dắt và truyền đạt kiến thức cho chúng em. Trước tiên, em xin giới thiệu về hoa hướng dương. Hoa hướng dương tượng trưng cho sự mạnh mẽ, luôn hướng về phía mặt trời, giống như sự chỉ dạy tận tâm của thầy cô, luôn dẫn dắt chúng em đến con đường tươi sáng. Màu vàng của hoa hướng dương trong tác phẩm không chỉ gợi lên sự ấm áp và hy vọng, mà còn thể hiện lòng biết ơn chân thành của học trò dành cho thầy cô. Hoa hướng dương là tâm điểm của bố cục, đại diện cho hình ảnh thầy cô luôn vững vàng, tràn đầy năng lượng, là nguồn sáng soi rọi và khơi gợi những ước mơ của chúng em. Tiếp theo là hoa hồng. Hoa hồng từ lâu đã được biết đến là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý. Lòng biết ơn, sắc vàng kem của hoa hồng mang lại cảm giác dịu dàng và gần gũi, giống như tình yêu và sự cần cù của thầy cô dành cho học sinh. Sự hiện diện của hoa hồng kem vàng là lời nhắn gửi chân thành, cảm ơn thầy cô đã kiên nhẫn, nhẹ nhàng, dìu dắt và luôn truyền cảm hứng cho chúng em. Hoa vũ nữ vàng với dáng vẻ mảnh mai quyền chuyển như những vũ công mang đến sự tươi vui, năng động và rực rỡ. Sắc vàng rực rỡ của hoa vũ nữ tượng trưng cho sự sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết, đại diện cho những kỷ niệm đẹp. Em xin phép được trình bày phần thuyết trình về ý tưởng cắm hoa của lớp em mang tên tri ân. Hoặc nhìn con ơi, đổi cho chị Phê mang hoa lên để chị Nam.
Và mời xin mời lớp 9A chuyển hoa xuống bàn ạ. Và lớp 9B sẽ chuyển. Thank you.
cảm với thầy cô, trường lớp, bạn bè vẫn mãi là tình cảm đẹp đẽ và trong sáng nhất. Sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với các ca khúc Bản Luật Cáo, bài ca Người Nhân Viên, bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân, Người Thầy Cô do bạn Ngọc Minh, thầy giáo Lê Công cùng các bạn học sinh khối 6, khối 7 biểu diễn. Thank you.
và trai bạn nhưng mà thật thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tình cảm cứng cả môi. Em có mấy quả đôi vì anh tình cảm rồi. Và những em lại nói là à lôi. Cũng biết sương mù thì cuối cùng với trai bạn nhưng mà thật thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tình cảm môi nhé. Em có mấy quả đôi vì anh cũng tình cảm rồi. Thank you.
Thank you.